chơi thì gửi cầu lên chơi, mình đang lái xe, mình không có tiện ca, mình không có tiện thay đổi cái còm. Như lúc gần đây thì mình thấy tình hình chính trị của nước Mỹ, rồi của nước Mỹ thôi chứ còn Ukraine, Nga thì thấy hình như nó cũng đã ổn rồi, trước sau gì nó cũng phải đầu hàng thôi. Còn chính trị Mỹ thì thôi, ôi thôi, nó đủ thứ chuyện trên đời mà đáng nói ra là bây giờ bữa nay sẵn cái dịp này mình đi xe mình nói luôn thì sáng bữa nay thì cách đây mấy bữa rồi ở bên cái phố Bôn Sa, phía bên các anh các chị phía bên Bôn Sa, những ông lão bà bên phía ba thì biểu tình đòi công nhận cờ vàng cờ đỏ gì đó. Cái chuyện đó thực sự mà nói thì nó cũng bi hài, bởi vì bây giờ đối với con mắt của mấy ông là ai cũng bị cộng hết á, giờ ai hay đụng chạm vô thì bị cộng hết. Nhưng mà cái điều mình mới nói một câu như vậy, các ông các bà đã không bao giờ họ chấp nhận cái sự thật, mà cái sự thật nó hiển nhiên, nó đã lịch sử đã chứng minh. Mà không phải lịch sử Việt Nam viết, mà lịch sử của các nước khác viết, chẳng hạn như là Mỹ nè, Nhật nè, Liên Xô nè, đúng những người mà những đất nước mà tham chiến tại Việt Nam họ cũng viết, Canada nè, đó, những cuốn phim tư liệu, những cái thước phim tư liệu và những cái lời tuyên bố hùng hồn của các tướng lãnh ngày xưa, rồi đủ thứ chuyện trên đời, thì cái đó là một cái những cái tài liệu lịch sử mà nó đã là như vậy rồi. Nhưng các ông các bà này không bao giờ biết là chấp nhận sự thật cả, và cái họ có cho rằng này họ cho rằng kia, và họ tung hô lắp cờ vàng gì đó khổ mà chết đầu rồi. Một cái bất nó có những kiểu nghịch lý mà mình không hiểu nổi, là họ cho rằng cái cờ vàng là cờ chính nghĩa chính em gì đó anh chị này. Bây giờ ra phi quay mới lại ghê, có cái xe rẫy muối nó đi trước đường thôi. Mình chẳng muốn nói nhiều vấn đề đó, bởi vì dù muối dù không mình thấy nó cũng sắp sửa tàn hết. Các ông các bà cũng sắp sửa tàn hết, những người lớn tuổi cũng đều muốn ra đi hết, không cần phải bàn cãi gì chuyện nữa. Nhưng mà nó có những cái nghịch lý, biết không, các ông không hiểu gì cái lá cờ cả, nó thẳng lại như vậy, và các ông không hiểu về cái sự coi như là trang nghiêm của lá cờ. Ngày xưa mà ai đi lính chế độ cũ á, thì cũng biết rằng cái lá cờ vàng ba sọc á, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó tung sùng và tất cả những cái chuyện đó là, mà nói chung là không phải riêng về nước ngoài đâu, mà tất cả mọi cái lá cờ của quốc kỳ họ đều kính cẩn nghiêng mình, rồi họ có một cái sự gọi là một cái sự gọi là tôn sùng nhất định, hoặc là kính cẩn nhất định đại khái vậy. Thì trong cái những lá cờ của ngày xưa đó, những buổi sáng thứ hai chào cờ ở trường học hoặc là ở trong quân đội thì thường thường là nhớ người phụ nữ không được quyền đi ngang qua cái đội quân ở trong lính á, không được quyền đi ngang qua cái đội quân đang xếp hàng gọi là chào cờ mỗi buổi sáng thứ hai, rồi là phải đại khái là có cái gì đại khái cũng nói chung là rất là thiêng liêng, không ai được quyền mà làm mất cái sự làm ô uế của lá cờ. Thế thì mình dồn qua phía Bôn Sa, họ không hiểu được cái điều đó. Và người thì may nó, người thì mới áo ngực, người thì làm khăn, người là may áo dài, người thì may quần, đồ dẫm đạp giống như vậy. Trời đất ơi, chỉ có bao nhiêu đó không thôi, đã chứng tỏ các ông các bà đã không tôn kính cái lá cờ rồi. Mà đó là thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái lá cờ nó chìm vào vĩ quảng gần 50 năm, còn cái 2 năm nữa, nay 49 năm rồi, còn cái 5 năm nữa à. Còn 2 năm nữa là coi như nửa thế kỷ rồi, nó không còn gì ở trên cõi đời nữa, trên mà không ai, mà cái yếu tố hiện tại nhất bây giờ có nghĩa là mình phải dựa vào một cái chỗ là Liên Hiệp Quốc, hoặc là công nhận ai, công nhận cái lá cờ nào là đại diện cho Việt Nam thì biết liền cái gì đâu, chỉ là một cái nhóm thiểu số mấy người rồi làm những chuyện rùi bu, cái điều đó nó không nên, bởi vì anh phải chấp nhận sự thật. Bây giờ trên toàn thế giới tất cả bao nhiêu mấy trăm nước, gần 200+ nước, anh cái việc bấm Google lên, anh cái việc nói cái flash đại khái như là cái lá cờ nào đại diện cho Việt Nam thì nó hiện lên liền, anh biết liền. Khổ
vẫn không chấp nhận sự thật. Rồi cho rằng vậy thì tôi cũng chắc như anh, tôi ngày xưa tôi cũng đứng trong hàng ngũ Việt Nam Cộng Hòa rồi, ok. Thế thì các anh muốn mà gọi là gì, gọi là kỷ niệm hay là kỷ quái hay là gì, thì anh bỏ, anh xếp lại, anh bỏ trong ngăn tủ, anh bỏ trong ngăn một cái gì đó cho anh tỏ lòng cung kính, hoặc anh để bàn thờ, hoặc là để trong tim anh giấu đi để thôi, bởi vì cái chuyện đó anh nó không có hiện thực, cái lá cờ nó không còn trên thế gian này nữa, không còn hiện thực nữa. Thì không ai nói gì anh cả. Bây giờ tất cả mọi người, kể cả ngày xưa tới giờ nước Mỹ chống lưng, đại khái là coi như là thời kia nước Mỹ chưa có băng giao Việt Nam thì còn chống lưng các cái của một quận hệ, thì các không coi được. Bây giờ nước Mỹ, kể cả tổng thống Mỹ qua đây còn ủng hộ Việt Nam, rồi tuyên bố Việt Nam là một nơi đáng sống, rồi các khu những cái tờ báo mà coi như là chủ yếu là coi như là du lịch Việt Nam là xếp hạng Việt Nam là nơi đáng sống nhất thứ tư trên thế giới, hoặc là thứ sáu gì đó, đại khái gì nó có những cái hình, nó có những cái mà rất là đẹp. Thề các ông có không chịu, nói chung là cái gì mà Việt Nam làm được thì các ông đều không chịu cả, các ông đều phá. Mà các ông không có tài cán con mẹ gì cả, bao nhiêu năm trời, 40-50 năm trời ông qua nước Mỹ, có ông nào lên ông nghị bà riêng bà viên gì không, toàn là láo xạo và tố giác này. Nói chung là hầu như là một cái nồi cháo heo, nó thẳng như vậy. Có ông nào mà lên làm được thống đốc tiểu bang chưa? Có cái ông nào mà coi như vô dòng chính của nhà nước và mà phát biểu mà chưa? Có cái ông là làm nên trò trống gì chưa? Toàn là tự phong, tự nhiên mất cái trung quý rồi qua đây lên qua bên nước ngoài, cái tự nhiên lên thủ tướng liền, rồi có ông bên gì lên làm đủ mới là chuyện bộ trưởng liền, đủ toàn là chuyện tào lao không vậy, không biết chục trời. Thấy nó buồn cười, nhiều khi mình chẳng muốn nói nhưng mà thấy nó buồn cười quá đi. Vậy mà không biết nhục, mà hãy chi còn trẻ đâu, các ông các bà vậy giác hay cờ giác không nổi, đi khiệu khảo nói không nên lời. Thế tại sao không để cho cái đầu óc mình nó thanh thản, nó thoải mái để mà sống những quãng đời còn lại? Khổ phải chi các ông các bà mà có đất có đai có đội có kia, các ông nói tôi không nói, còn cái này là mình cần thân đội mấy cục gạch cục đá đội chim, cục đất đội chim không có, mà lúc nào cũng lên ào ào cũng chửi cũng mới làm gì. Ồ, đang bị cuộc điện thoại không biết có nghe được nữa không. Tào lao hết biết. Không biết nãy giờ mọi người nghe em ta hay là mình nói gì khùng nhỉ? Rồi xuyên tạc thì xuyên tạc nó cũng phải có cơ sở, phải có đầy đủ. Cái gì cũng xuyên tạc cũng được. Từ cộng đồng muốn cái hùng dịch cũng xuyên tạc được. Chuyện tào lao. Anh Phượng thì hiện giờ đang ở Việt Nam nhưng mà nghe nó bệnh rồi, bị lay ai biết, bị cúm rồi. Khổ. Mùa đông bên này rất là khắc nghiệt. Tào lao thì năm 2013 anh thấy các người thấy không? Các bạn có thấy không, tất cả những nhân vật chủ chốt trên thế giới, tổng thống, thủ tướng của các nước tư bản qua Việt Nam mình như thế nào, còn trò chuyện giống như là đúng rồi, còn ở trong nước thì mấy cái diễn đàn với chú cụi dùng cái buồn cười, toàn là xe ôm, anh lái taxi, rồi chạy Grab, đủ mới lên đòi dạy Việt Nam, đủ phải là bên kia này, phải là bên kia, đủ cái gớm, đủ mắt thiệt tình, nghe thì cũng ói luôn, đủ. Trời ơi,
không có ai lên chơi, thôi đang lấy xe người ra live stream rất là không có nhìn được cái gì trơn á. Cái việc nói ơi ơi nói giống như chàng gì đảo dối nói như khùng thôi chứ không có dòm được trong cái phone đâu. ABS rồi. Tôi mấy lúc gần đây ở phố Bình Sơn diễn hài mình thấy nó bát nháo, nó bát nháo là ở chỗ hai người hai bên đều là chống cộng cực đoan cả, rồi bây giờ hai bên tố giác nhau rồi chửi bới lẫn nhau, buồn cười hầm bà lặng không biết hiểu, mình không hiểu ai anh đâu ở đâu nữa. Mình còn nhiều rất là nhiều điều muốn nói nhưng mà đang lái xe thì không có nghĩ ra, còn tới bây giờ mà vẫn còn ai chính ai tà ai tốt ai xấu, mẹ tự nhiên nhà nó chứng minh cho tụi bay coi. À, không biết nghe nói là cũng báo đăng đó mà cũng chẳng biết là ở đây không biết là ông Ngạn có về chưa. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng ông Ngạn là ngày xưa giờ ông cũng là tụi cái dạng coi như là có ăn có học, cũng là giáo viên chứ không phải giáo sư đâu nha. Giáo viên ở đi cà cũng làm đủ từ, nhưng mà bây giờ phút cuối đời họ cũng mong muốn tới về Việt Nam. Nói như vậy để mình hiểu rằng làm gì thì làm cũng họ cũng nhớ về quê hương đất tổ.